À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài số 8 trong sách giáo khoa lớp 4 tập 1, bài toán dạy bằng 3 bước tính. Chúng ta nghe tên đề bài thì chúng ta đã biết hôm nay chúng ta sẽ thực hiện gì chưa nhở? À, chính xác, hôm nay chúng ta sẽ đi thực hiện bài toán dạy có lời văn, và điều đặc biệt là chúng ta sẽ thực hiện bằng 3 bước tính. Vậy, giải 3 bước tính thì có điều gì đặc biệt so với giải những cách khác? Thì sau đây, cô và các bạn sẽ cùng nhau đi vào những bài tập ở trong bài 8 này nhé. Rồi, đến với bài số 8. Bài đầu tiên là bài thực hành 1. Bài thực hành 1 thì ngay đầu tiên chúng ta nhận cho cô rằng chúng ta đã nhìn thấy một bài toán là bài toán giải có lời văn, đúng chưa? Và theo như cô được biết và theo như cô đã dặn các bạn ở bài số 6 và bài số 7 là bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Điều đầu tiên, chúng ta vẫn cần xác định cho cô được rằng yêu cầu của bài toán là gì và bài toán cho gì. Sau đó chúng ta tóm tắt đề bài và chúng ta hãy xác định được phương pháp giải của bài toán đó. Và bài thực hành 1 cũng như vậy. Để biết được bài toán cho gì và đề bài yêu cầu gì, thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài thực hành 1 với cô. Một chiếc xe chở 5 bao khoai tây và 3 bao khoai lang. Khối lượng khoai tây trong mỗi bao là 25 kg. Khối lượng khoai lang trong mỗi bao là 20 kg. Hỏi, chiếc xe đó chở tất cả bao nhiêu kg khoai tây và khoai lang? Chúng ta thấy đấy, ở đây xe chở là 5 bao khoai tây và 3 bao khoai lang. Nhưng xe cho biết là một bao khoai tây có 25 kg và một bao khoai lang có 20 kg. Vậy bài toán yêu cầu gì? À, đúng rồi, bài toán yêu cầu chúng ta đi tính số kg khoai tây và khoai lang mà xe đã chở. Nhưng mà chúng ta thấy đấy, chúng ta mới biết được có một bao khoai tây chứa bao nhiêu kg và một bao khoai lang chứa bao nhiêu kg. Cụ thể là 25 kg trong một bao khoai tây và 20 kg trong một bao khoai lang. Vậy chúng ta đã biết được 5 bao khoai tây chở bao nhiêu kg và 3 bao khoai lang chở bao nhiêu kg chưa ạ? Chưa, đúng không? Rồi, ngay lúc này thì chúng ta cần vận dụng cho cô bài số 6. Bài số 6, bài toán liên quan đến rút về đơn vị mà chúng ta đã học ở tiết trước vào trong bài thực hành 1 này nhé. Đúng rồi, bây giờ chúng ta cần phải đi tính 5 bao khoai tây chứa số kg là. Thì chúng ta sẽ lấy khối lượng của một bao là 25 nhân với số lượng bao là 5, đúng chưa? Tiếp tục khoai lang thì chúng ta cũng lấy số lượng của một bao là 20 nhân với số lượng bao là 3. Vậy là chúng ta đã tính được số kg trong 5 bao và số kg trong 3 bao. Và cuối cùng, họ hỏi là chiếc xe đó chở bao nhiêu kg khoai tây và khoai lang? Thì chúng ta cần phải xác định cho cô ở đây, họ đang tính và họ đang yêu cầu chúng ta đi tìm gì nhỉ? Chính xác, họ đang yêu cầu chúng ta đi tìm tổng số lượng hay là tìm tổng khối lượng khoai lang và khoai tây cộng lại. Đúng chưa? Và chúng ta đã phân tích được bài toán cho gì, bài toán yêu cầu gì và cách và những bước để chúng ta làm được bài toán này. Và sau đây, chúng ta sẽ đi đến phần A là sắp xếp thứ tự các bước tính sao cho phù hợp. Ở đây, họ cho chúng ta 3 bước tính. Nhưng 3 bước tính này chưa phải là 3 bước tính chính xác để đi thực hiện bài thực hành 1. Chúng ta cùng đọc 3 bước tính này xem nó có gì khác so với những cái phân tích mà chúng ta phân tích vừa rồi, được chưa ạ? Bước 1, tính khối lượng khoai tây trong 5 bao. Bước 2,
tính khối lượng khoai tây và khoai lang chiếc xe đó chở. Và bước 3, tính khối lượng khoai lang trong 3 bao. Và yêu cầu phần B là chúng ta đi giải bài toán. Đến với phần A, thì chúng ta biết khối lượng trong một bao khoai tây là 25 và khối lượng trong một bao khoai lang là 20. Vì vậy, bây giờ, bước 1 và bước 2, chúng ta cần phải tính là khối lượng khoai tây trong 5 bao. Và bước 2, chúng ta cần phải tính khối lượng khoai lang trong 3 bao. Vậy chúng ta so sánh hai bước mà chúng ta vừa phân tích với hai bước mà đề bài yêu cầu chúng ta sắp xếp lại, thì chúng ta thấy có gì sai? À, bước 2 của chúng ta là đi tính khối lượng khoai lang trong 3 bao. Nhưng bước 2 ở đây họ yêu cầu chúng ta tính khối lượng khoai tây và khoai lang mà chiếc xe đó chở. Như vậy là sai hoàn toàn đúng không ạ? Vì chúng ta chưa biết được khối lượng khoai lang là bao nhiêu và chưa biết được khối lượng khoai tây là bao nhiêu. Vì vậy chúng ta chưa tính được tổng. Rồi, vậy chúng ta sắp xếp như nào? Thì sau đây chúng ta hãy theo dõi bài làm của cô. Đầu tiên thì chúng ta cần phải tính, bước 1 là tính số lượng khoai tây có trong 5 bao hay được gọi là khối lượng. Thì sẽ bằng cách là lấy khối lượng trong một bao nhân với số lượng bao là 5. Tiếp tục bước 2, chúng ta tính số lượng khoai lang có trong 3 bao. Thì lấy khối lượng trong một bao nhân với số lượng bao là 3. Và bước cuối cùng mới là bước tính tổng. Sau khi chúng ta tính được số lượng khoai tây trong 5 bao và chúng ta cũng biết được khối lượng khoai lang trong 3 bao, thì chúng ta mới đi tính được tổng số lượng khoai tây và khoai lang. Và theo như câu gọi thì 3 bước này chính là phương pháp giải của bài thực hành 1. Và cô đã nhắc rồi, bất kể bài toán nào thì chúng ta vẫn cần phải xác định cho cô phương pháp giải là gì. Và phương pháp giải của bài thực hành 1 này đó chính là 3 bước. Và 3 bước này sẽ ứng với 3 bước tính trong bài toán giải lời văn. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Vì chúng ta đang học bài số 8 là giải lời văn bằng 3 bước tính. Và đến với phần thực hành 1 thì chúng ta đã nhận ra rằng 3 bước tính này chính là một phương pháp để giải bài thực hành. Được chưa? Rồi, phương pháp cụ thể là gì? Thì chúng ta cứ nghĩ cho cô là họ đang cho chúng ta một đơn vị nhỏ nhất và cần tính một đơn vị lớn hơn. Đó là 5, là 6, là 7. Thì chúng ta cần phải lấy gì? Lấy khối lượng trong một đơn vị nhỏ nhất là 1 bao nhân với số lượng bao, tức là đơn vị lớn hơn là 5. Thì chúng ta sẽ ra khối lượng trong 5 bao khoai tây đó là bao nhiêu. Và tương tự như khoai lang cũng thế. Chúng ta lấy khối lượng trong một bao là 20 nhân với số lượng bao lớn hơn 1 là 3 nhân với 3 thì chúng ta sẽ ra khối lượng có trong 3 bao. Được chưa ạ? Rồi. Và chúng ta sẽ đi tóm tắt đề bài như sau. Một bao khoai tây chứa 25 kg, một bao khoai lang chứa 20 kg. Và đề bài yêu cầu chúng ta tính tổng khối lượng 5 bao khoai tây và 3 bao khoai lang. Chúng ta nhuần nhuyễn phương pháp giải thì chúng ta sẽ sang tính bằng giải toán lời văn. Đầu tiên, chúng ta tính cho cô khối lượng khoai tây có trong 5 bao là, lấy khối lượng trong một bao là 25 nhân với số lượng bao là 5. 25 x 5 bằng 125 kg. Tiếp tục chúng ta tính khối lượng khoai lang có trong 3 bao là, lấy khối lượng trong một bao là 20 nhân với số lượng bao là 3. 20 x 3 bằng 60 kg. Và cuối cùng chúng ta tính tổng chiếc xe đó chở tất cả số kg khoai tây và khoai lang là, lấy số lượng khoai lang trong 3 bao cộng với số lượng khoai tây trong 5 bao. 60 cộng 125, hay là chúng ta dùng phép gì? À, thì sẽ bằng, chúng ta dùng phép cộng. 60 cộng 125, hay là 125 cộng với 60 thì bằng 185 kg.
và từ đó chúng ta sẽ đáp số là chiếc xe đó chở 185 kg khối lượng khoai tây và khoai lang. Được chưa ạ? Rồi, để củng cố bài thực hành 1 thì chúng ta sẽ đi đến phần luyện tập 1. Mẹ mua 4 hộp sữa và 2 kg đường. Mỗi hộp sữa có giá 8.000 đồng. 1 kg đường có giá 22.000 đồng. Hỏi, mẹ đã mua cả sữa và đường hết bao nhiêu tiền? Thì đầu tiên chúng ta vẫn cần xác định cho cô phương pháp giải là gì. Phương pháp giải, đề bài mới cho chúng ta là một hộp sữa giá 8.000, 1 kg đường giá 22.000. Đề bài yêu cầu chúng ta tính tổng số tiền để mua 4 hộp sữa và 2 kg đường. Vậy, chúng ta đã biết 4 hộp sữa giá bao nhiêu tiền và 2 kg đường giá bao nhiêu tiền chưa nhỉ? Chưa thực đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải đi tìm số tiền để mua 4 hộp sữa và số tiền để mua 2 kg đường. Sau đó chúng ta mới tính được tổng số tiền để mua 4 hộp sữa và 2 kg đường, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi đến bước 1 là tính giá tiền để mua 4 hộp sữa bằng cách là lấy giá tiền của một hộp là 8.000 nhân với số lượng sữa là 4 hộp. Tiếp theo, bước 2 thì chúng ta cần đi tìm giá tiền để mua 2 kg đường bằng cách là lấy giá tiền mua 1 kg đường nhân với khối lượng đường là 2. Và cuối cùng, bước 3, sau khi chúng ta tìm được giá tiền mua 4 hộp sữa và tìm được giá tiền mua 2 kg đường, thì chúng ta sẽ tính được giá tiền để mua được 4 hộp sữa và 2 kg đường, hay được gọi là tổng ấy. Thì chúng ta sẽ lấy giá tiền mua 4 hộp sữa cộng với giá tiền mua 2 kg đường. Được chưa ạ? Vậy đây cũng chính là phương pháp giải của bài luyện tập 1. Họ cho một đơn vị là một hộp sữa giá 8.000, 1 kg đường giá 22.000. Bây giờ chúng ta cần phải áp dụng bài số 6 để đi tìm được số tiền mua 4 hộp sữa và số tiền mua 2 kg đường. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta cùng nhau tóm tắt bài này. Tóm tắt, một hộp sữa giá 8.000, 1 kg đường giá 22.000 và chúng ta cần tính tổng số tiền để mua 4 hộp sữa và 2 kg đường. Và chúng ta thực hiện lời giải như sau. Số tiền mẹ mua sữa là lấy giá tiền của một hộp là 8 nhân với số lượng hộp là 4. 8.000 nhân 4 là 32.000 đồng. Tiếp tục, số tiền để mẹ mua đường là chúng ta lấy giá tiền của 1 kg đường là 22.000 nhân với khối lượng đường là 2. 22.000 nhân 12 bằng 44.000 đồng. Và chúng ta sẽ đi tính tổng. Mẹ đã mua cả sữa và đường hết số tiền là lấy 32.000 cộng với 44.000 bằng 76.000 đồng. Và chúng ta sẽ đáp số là mẹ đã mua cả sữa và đường hết 76.000 đồng. Rồi. Và bài toán này là một bài toán dễ. Và cô tuyên dương những bạn nào đã trả lời đúng hay là đã làm đúng, xác định được đúng phương pháp giải bài luyện tập 1. Và để củng cố sâu hơn thì chúng ta sẽ đi đến phần luyện tập 2 các bạn nhé. Ở phần luyện tập 2 thì chúng ta có 3 bao gạo như nhau, cân nặng tất cả là 45 kg, và 1 bao đậu xanh cân nặng là 10 kg. Hỏi 5 bao gạo như thế và 1 bao đậu xanh thì cân nặng được bao nhiêu kg? Thì đầu tiên chúng ta cần phải xác định cho cô đề bài yêu cầu chúng ta tính gì. Đề bài yêu cầu chúng ta tính là 5 bao gạo và 1 bao đậu xanh có tổng tất cả là bao nhiêu kg. Vậy đề bài cho chúng ta biết gì? Đề bài cho biết 3 bao gạo nặng 45 kg và 1 bao đậu xanh nặng 10 kg. Vậy đầu tiên chúng ta cần phải xác định cái gì?
chúng ta mới chỉ biết được 3 bao gạo nặng 45 kg, chứ chúng ta chưa biết được 5 bao gạo nặng bao nhiêu kg. Vì vậy, chúng ta cần phải tính cho cô là 1 bao gạo nặng bao nhiêu kg đã, thì sau đó chúng ta mới tính được 5 bao gạo nặng bao nhiêu kg, được chưa? Vậy thì phương pháp giải của bài này có một sự khác biệt. Đó là bước 1, chúng ta cần tìm số kg gạo có trong 1 bao bằng cách là lấy cân nặng của 3 bao gạo là 45 chia cho số lượng bao là 3. Tiếp tục thì chúng ta cần phải tính số kg gạo có trong 5 bao bằng cách là lấy cân nặng của 1 bao nhân với số lượng bao là 5. Và chúng ta mới biết là ở đây họ chỉ cho là 1 bao đậu xanh là 10 kg, và đề bài cũng chỉ hỏi chúng ta là 1 bao đậu xanh thôi. Vì vậy đậu xanh này chúng ta sẽ giữ nguyên và không tính. Và bước 3 là bước cuối cùng, chúng ta sẽ tính tổng cân nặng có trong 5 bao gạo và 1 bao đậu xanh. Được chưa ạ? Rồi, dựa vào phương pháp giải thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải bài toán này như sau. Và chúng ta sơ lược qua tóm tắt để thực hiện bài toán có lời văn một cách chi tiết nhất. Đề bài cho 3 bao gạo nặng 45 kg, 1 bao đậu xanh nặng 10 kg, và hỏi 5 bao gạo và 1 bao đậu xanh nặng bao nhiêu kg. Và chúng ta đi giải như sau. Cân nặng của 1 bao gạo là, lấy khối lượng trong 3 bao là 45 kg chia cho số lượng bao là 3. 45 chia cho 3 được 15 kg. Tiếp tục chúng ta tính cân nặng của 5 bao gạo là, lấy khối lượng trong 1 bao là 15 kg nhân với số lượng bao là 5. 15 x 5 được 75 kg. Và cuối cùng chúng ta đi tính tổng 5 bao gạo và 1 bao đậu xanh cân số kg là, chúng ta lấy 75 cộng với 10 bằng 85 kg. Và từ đó chúng ta đưa ra được kết luận là 5 bao gạo và 1 bao đậu xanh nặng tất cả 85 kg. Rồi, chính xác. Những bạn nào giải được bài luyện tập 2 này thì chúng ta đã cực kỳ nắm chắc bài số 6, bài số 7, bài toán liên quan đến rút về đơn vị, và chúng ta đã hình dung ra được các bước tính của bài số 8 ngày hôm nay. Rồi, để đi củng cố kiến thức bài số 8 thì chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập 3, chọn ý trả lời đúng. Ở đây chúng ta sẽ chọn một trong 4 phương án để ra một đáp án chính xác nhất. Và đề bài là gì? Đề bài: để đi từ nhà đến hiệu sách, Bình phải đi qua bưu điện. Quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện dài 500m và dài hơn quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách là 150m. Hỏi: quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi cả về. A. Ngắn hơn 1 km. B. Bằng 1 kg. C. Dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km. D. Dài hơn 2 km. Điều đầu tiên chúng ta phải nhìn vào 4 phương án này. Đề bài đang yêu cầu chúng ta hỏi về quãng đường. Tính độ dài thì chúng ta chỉ có đơn vị là km thôi, đúng không? Vậy sao ở đây lại xuất hiện kg? Vậy thì chúng ta sẽ loại được ngay đáp án B, sẽ không phải là bằng 1 kg. Vì kg là chúng ta đang nói về gì nhỉ? Đang nói về khối lượng, được chưa? Rồi, vậy để làm sao để chọn được một trong 3 phương án này thì chúng ta phải xác định cho cô đề bài yêu cầu chúng ta tính gì. Đề bài yêu cầu chúng ta tính quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi và về. Đề bài cho gì? Đề bài cho quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện. Đây, từ nhà Bình đến bưu điện là dài 500m. Và quãng đường dài hơn quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách là 150m. Thì như vậy, điều đầu tiên chúng ta cần phải tính là quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách, đúng không? Chúng ta biết này, dài hơn thì chúng ta phải dùng phép tính gì?
Chính xác, chúng ta phải dùng phép tính cộng. Vậy để tính số quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách thì chúng ta phải lấy là quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện cộng với quãng đường dài thêm là 150. Và sau đó chúng ta mới tính được lúc đi thôi. Lúc về thì chúng ta phải tính là từ hiệu sách đến nhà Bình. Vậy quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách có bằng quãng đường từ hiệu sách đến nhà Bình không? Có đúng không ạ? Chính xác, có. Và chúng ta đã phân tích được bài toán này có gì, bài toán này cho gì và cách để giải bài toán này. Và sau đây, các bạn có thể dừng video khoảng 5 phút để làm cho cô bài luyện tập 3, coi như là bài củng cố lại kiến thức bài số 8, giải toán bằng 3 phép tính. Và sau đó các bạn quay lại đây và cùng nhau giải bài toán với cô. Được chưa ạ? Rồi, đã hết 5 phút suy nghĩ và sau đây chúng ta sẽ đi đến giải bài toán này nhé. Với giải bài toán này thì cô cũng cung cấp cho các bạn một phương pháp giải như sau. Đầu tiên thì chúng ta cần phải xác định được quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách thì bằng quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện trừ đi 150m. Được chưa ạ? Vừa nãy chúng ta phân tích là chúng ta cần phải tính là quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách là cộng thêm 150m. Nhưng bây giờ chúng ta tính quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách thì phải lấy là quãng đường từ bưu điện, từ nhà Bình đến bưu điện trừ đi 150m. Được chưa? Tiếp tục, chúng ta tính quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách bằng quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện cộng với quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách. Và cuối cùng thì chúng ta tính quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi cả về bằng cách là nhân với 2. Vì quãng đường này xuất hiện 2 lần hay được gọi là đi 2 lần, một lần đi và một lần về. Dựa vào phương pháp giải thì chúng ta sẽ thực hiện bài toán như sau. Đầu tiên chúng ta tính quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách là 500 trừ 150 bằng 350m. Tiếp tục chúng ta tính quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách là chúng ta lấy quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện là 500m cộng với quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách là 350 thì sẽ bằng 850m. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tính quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi cả về bằng cách là lấy 850 nhân với 2 bằng 1.700m. Và chúng ta so sánh, ta có 1 km bằng 1.000m thì chắc chắn 1.700m sẽ lớn hơn 1.000m, nhưng nó lại nhỏ hơn 2.000m. 2.000m bằng 2 km. Vậy thì chúng ta có rằng quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi cả về dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km. Được chưa? À, cô xin nhắc lại một lần nữa phương pháp giải bài toán này. Điều đầu tiên, chúng ta cần phải tính quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách. Sau đó chúng ta tính quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách. Và đề bài đang yêu cầu chúng ta tính cả đi cả về. Thì cái quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách này nó xuất hiện 2 lần. Vì vậy chúng ta cần phải nhân với 2. Và chúng ta đã thực hiện đầy đủ 3 bước tính. Và sau khi thực hiện đầy đủ 3 bước tính thì chúng ta đã tìm được phương án đúng nhất. Đó là phương án gì? Chính xác, phương án đúng nhất đó là phương án C. Dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km. Rồi, tiếp tục đến với hoạt động thực tế. Ở phần hoạt động thực tế này thì các bạn sẽ củng cố lại được kiến thức bài số 6, bài số 7 và thật là thấm nhuần hay là thật là chi tiết bài số 8. Em hãy giúp Bi tính tổng số tiền phải trả. Ở đây chúng ta có hai mặt hàng, đó là vợ 100 trang và bút chì. Vợ 100 trang thì có số lượng là 4 quyển, còn bút chì có số lượng là 2 cái. Và giá của một quyển vợ này là 9.500 đồng. Giá của một chiếc bút chì là 3.500 đồng. Vậy,
để tính khối tính số tiền mua 4 quyển vở này là bao nhiêu và tính số tiền để mua 2 cái bút chì này là bao nhiêu thì chúng ta cần phải làm cách nào? Và cuối cùng thì chúng ta cần phải tính tổng số tiền để mua 4 quyển vở và mua 2 cái bút chì thì cần phải làm nào và làm như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta vẫn phải xác định cho cô là họ cho một quyển vở giá 9.500 thì để muốn tính số lượng, số tiền để mua 4 quyển thì chúng ta phải lấy số tiền mua một quyển nhân với số lượng quyển vở chúng ta mua là 4. Đây, tìm số tiền để mua 4 quyển vở bằng cách là lấy giá tiền của một quyển vở nhân với 4. Tiếp tục, chúng ta phải tìm số tiền để mua 2 chiếc bút chì bằng cách là lấy giá tiền của một chiếc bút chì là 3.500 nhân với số lượng bút chì là 2. Và sau khi chúng ta đã tính được số tiền mua 4 quyển vở và 2 chiếc bút chì thì chúng ta sẽ tính được tổng số tiền mà chúng ta hay là tổng số tiền mà bạn Bi cần phải trả để mua 4 quyển vở và 2 chiếc bút chì. Được chưa ạ? Và để theo cái phương pháp tại đó thì chúng ta sẽ đi tính như sau. Số tiền mà bé Bi mua vợ là 9.500 nhân với 4 bằng 38.000 đồng. Tiếp tục, số tiền bé Bi mua bút chì là lấy 3.500 nhân với 2 bằng 7.000 đồng. Và chúng ta có bé Bi mua vợ và bút hết số tiền là lấy tổng tiền mua 4 quyển vợ và tổng tiền mua 2 bút chì cộng lại 38.000 đồng cộng với 7.000 đồng bằng 45.000 đồng. Và chúng ta đưa ra được đáp số, bạn Bi cần phải trả hết 45.000 đồng để mua được 4 quyển vợ và 2 chiếc bút chì. Rồi, hoạt động thực tế này cũng là bài toán khép lại bài số 8, giải toán bằng 3 bước tính ngày hôm nay. Và sau khi thực hiện xong bài này, thì cô hy vọng rằng các bạn sẽ hình dung cho cô được phương pháp giải của bài toán bằng 3 bước tính là gì. Và chúng ta cần phải áp dụng được kiến thức trong bài số 6 và bài số 7 vào trong bài số 8 này. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Rồi, vậy là bài số 8 đã kết thúc. Và một lần nữa, cô xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe bài giảng của cô ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào bài giảng lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.